Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sơn Lợi Tường thành lập năm 1981, chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng có chất lượng với sản phẩm chính là các loại sơn nước, bột chết tường có uy tín trên thị trường. Năm 2014, công ty Lợi Tường đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhà hàng tiệc cưới hội nghị Phoenix Palace, một trong những nhà hàng nổi bật nhất khu vực Tân Phú, Bình Tân tại thành phố Hồ Chí Minh. Được xây dựng trên tổng diện tích hơn 8.000 m², gồm 5 tầng lầu và 1 tầng hầm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu hội họp, các bữa tiệc lớn nhỏ của mọi quý khách hàng. Nhà hàng Phoenix Palace là nơi lý tưởng cho các cuộc hội họp, tiệc cưới, tiệc chiêu đãi, hội nghị. Nhà hàng Phoenix Palace luôn có những ý tưởng sáng tạo giúp bạn xây dựng một kịch bản cưới theo đúng phong cách mà bạn mong muốn. Chất lượng phục vụ mang đến sự hài lòng tốt nhất chính là phương châm của nhà hàng Phoenix Palace luôn hướng đến. Xin chào ông, rất vui được gặp gỡ và trò chuyện với ông nhân dịp đầu xuân mới. Thưa ông, như vậy là nhà hàng Phoenix Palace thì cũng đã thành lập được 1 năm, chắc hẳn là đã ghi dấu trong lòng khách hàng với những dịch vụ tốt nhất của mình đúng không ạ? Nhà hàng Phoenix Palace đã được khai trương từ hồi tháng 4 năm 2014. Đến nay nhà hàng đã tiếp đựng rất nhiều tiệc cưới, hội nghị. Và từ đó đến nay nhà hàng không ngừng cải tiến về cung cấp phục vụ, từ món ăn cho đến cách trang trí. Nhà hàng muốn cho những cặp cô dâu chú rể có một cái tiệc cưới thật là hoành tráng, nhưng mà chi phí phải chăng, cho khách hàng có một tiệc cưới có những album đầy ý nghĩa. Trong khoảnh khắc đặc biệt của xuân mới này, chắc hẳn ông cũng muốn thay mặt cho công ty Lợi Tường cũng như nhà hàng Phoenix Palace gửi những cái lời chúc xuân tốt đẹp tới khách hàng cũng như đối tác. Nhân dịp năm mới xuân Ất Mùi năm 2015, tôi xin thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lợi Tường và nhà hàng Phoenix Palace xin chúc cho tất cả các sở ban ngành, quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe và làm ăn phát đạt. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thay mặt chương trình Gõ Cửa Chào Xuân, xin kính chúc công ty Lợi Tường cũng như nhà hàng Phoenix Palace một năm mới phát tài thịnh vượng và vạn sự như ý.